Rồi, chào các bạn quay trở lại channel CNBFZ 100V. Tiếp tục là video hướng dẫn các bạn gắp cái mạch báo số này lên xe. Trước tiên thì sơ lược trước bạn nha. Đây là dây led báo số. Nó xài led 7 đoạn. Tương ứng với 7 dây. Trong cái giắc giắc cái 6 này nó có 6 dây. Tương ứng là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả đều là mát. Nó sẽ lấy từ ở dưới heo số lên. Dây đen này là dây dương, có điện dương, mát số nào số đó sáng. Đấy. Chiều dài rất là ngắn, tùy xe chúng ta thể nối thêm nhé các bạn. Này xài cốt đạn 3.5 giắc cái luôn. Trong đây cũng là giắc cái 2.8. Còn đây là cụm công tắc báo mò, y chang như cái tên trong hãng Yamaha luôn. Cái này là của ẹt 150 nha các bạn. Ở đây nó có 6 tiếp điểm tương với 0, 1, 2, 4, 5, 6, tất cả bằng đồng hết. Chiều dài dây gần 1 mét. Lại tiếp tục là một cái giắc 6. Giắc 6 là giắc cái. Đầu cốt là 2.8. Ở đây chắc chắn là có 6 dây thôi, 6 số. Đây. Khi mà chúng ta đá số thì heo số nó quay. Ở trong heo số nó ra một cái chốt. Chốt nó ghim số nào thì số đó báo lên đồng hồ. Đây. Có một điều nghịch lý là hai cái giắc này đều giắc cái hết trơn. Sao ghim? Nó buộc chúng ta phải cắt các ngang đây để chúng ta nối dây, sau đó là bấm lại cái cốt đực 2.8 dài cái dắt đực, sau đó mới ghim lại được. Ở đây là cái mình đã ghi rồi nha các bạn. Khi băng cầm này, này cái này là của led nè, led ở phía dưới nè, băng cầm lên như thế này. À, cầm lên này tưởng ha, 0 5 4 1 2 3. Đó. Cầm như thế này ok ha. Còn cái giắc của hãng nè là phía trên, phía trên 5 0 4 3, ở giữa là 2, dưới đây là 1. Công việc là chúng ta chỉ cần đảo nó ha, đảo cho 0 với 0, 1 với 1, 2 với 2 cho đến 5. Thì để ráp lên xe thì chúng ta phải tháo cái cụm báo số zin ra, có một dây một duy nhất của em dắt. Thì các xe khác thì các bạn làm tương tự ha. 5 số thì bạn áp dụng cho 5 số, 4 số, 3 số được ha. Bạn chỉ cần tháo dắt cái đầu này ra, còn nó có mấy chấm. Thứ ba thì chúng ta bỏ đi 2 dây chẳng hạn. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành gắp lên xe. Đầu tiên là gắp cái cụm này trước. Sau đó chúng ta kéo dài lên coi nó thiếu bao nhiêu. Tiếp theo là dây led này chúng ta gắn từ đồng hồ xuống. Chúng ta kéo lại coi nó còn thiếu khoảng nhiêu. Thường thì người ta làm cái dây này làm cho ẹt cho 50 thì chắc chắn gắn dây zin rồi. Còn các xe khác thì chúng ta phải chế cháo nối dây thêm. Chúng ta có thiếu bao nhiêu, thiếu ngắn thiếu dài. Ví dụ thiếu 2 gang thì chúng ta cần một tổng cộng là 7 công dây điện. Ta cắt ở đây, nói 7 cộng vào. Hoặc ta bấm cái cốt đực 2.8 vô, ghim cái dắt đực vô, sau chúng ta cần ghim lại. Đây là dây dương sao khóa thì ta lấy dương sao khóa thôi. Đó. Ok, thì ở đây mình sẽ gắp trên chiếc FZ150i. FZ150i xuất xưởng thì chỉ có một số, đó là O, N, không có các số khác. Thường thì một số xe thì gắn ở đây,
chúng ta gắn chỗ nào mà nó cố định á, sau này chúng ta tháo lắp cái này cái kia mà nó không cần phải di dời á, có người để trên đây, trên đây cũng được ha, chim cho nó cao lên để trên đây cũng được. Mình thì sẽ để vị trí này ngay cái bát này, bát này mình để cái ghi hành trình, sẽ đặt nó ngay đây đó. Sao dây điện cho nó xuống đây. Này, muốn xuống được đây thì chúng ta phải tháo cái sọ khỉ cái đồng hồ ra. Thôi nhét vô cái dừa. Sau nó luồn xuống đây. Đi theo cái guộc gà guộc vịt này nè. Nó qua đây, chui qua đây. Sau chúng ta kiểm tra tay lái qua lại coi nó có căng không. Này, một dây mình đi gạch từ trước là sao nè, bình thường không căng gì hết. Sau đó chúng ta đi nó cặp trong đây ha, cặp trong đây rút lại ở dưới đi lên, hai thằng gặp nhau đâu đây cắm dắt. Sau đó thêm điện sao khóa, còn muốn chúng ta xài lại cái báo mo cho đồng hồ thì chúng ta sẽ làm thêm một dây ra nữa, dây ra từ từ mo. Ok, lý thuyết là như vậy. Thì ở đây mình tháo cái che nhông rồi nè các bạn, tháo cái che nhông rồi, tháo hai cái bát chỗ này luôn đó, cho nó trống. Thì ở đây nó xài hai cái đầu vít, hai cái đầu vít mình thay đổi bằng hai ngóc lục giác rồi. Thì với hai đầu vít pa ke thì các bạn nên xài cái vít pa ke này, vít này 6 ly, càng dài càng tốt để lực nó càng tốt ha, dặn nó không bị tét đầu. Thôi bạn xài đầu này, cái đầu này thì bạn đưa vô cái tê ha. Đây thì sau khi các bạn tháo hai ngóc này ra rồi á, chúng ta để hai ngón tay đây nè, để tay lắc qua đắt lại là nó sẽ ra từ từ ha. Trong đây nó có cao su, phốt cao su nên nó hơi bót, lát lắc ngồi nó ra. Có người dùng vít đây nè, nại cũng được ha, nại đen miếng, nại đen miếng nó không có bể được các bạn, nhựa này nhựa cứng. Sau khi lấy ra thì nó nhỏ vài giọt nhớt các bạn yên tâm, không có nhớt nhiều đâu, nhỏ trên bếp dách thấy có một chấm một phải không, chấm này là số không mo. Ta để trong đây có một cái chốt, có khi cái chốt này văng ra ngoài nha bạn, ta đè vô đây ra nó có cái lò xo ha. À, trong trọng con heo số nó sẽ quay số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 0 gì đó ha. Nếu mà nó lọt ra thì các bạn nhét lại ha, nhét vô bằng đè về nè, đè thấy nó đàn hồi á, tức là ok. Sau đó chúng ta vệ sinh sơ sơ lại, rồi gỡ cái phốt trên đây ra, trên đây nó có phốt cao su nên ta gỡ nó ra để gắn vào bên kia đỡ tốn tiền mua thêm cái phốt quá giờ. Em bạn thấy nó còn dày không? Đây là cái dắt của nó lên nè, có một dây duy nhất, ta rút ra và thế cái cầm bom mò cái ẹt 150 vào. Ta nhẹ nhàng cái chừng nó rách. Xe đi 7 năm có thể gắt bất cứ lúc nào ha, nó có thể hơi bị chai một chút nhưng mà không sao, chúng ta cứ lắp vào, nếu mà nó xì nhớ bị đứt thì chúng ta ra Yamaha ta mua cái khác gắn vô, đó nó chỉ nhỏ giọt chứ không có nhiều đâu. Sau khi vệ sinh xong thì nó vẫn còn mềm, chưa bị sẹp đép dọ năng cái.
ha. Ta coi còn có cát không nha bạn, có cát nó sẽ dễ bị xì. Bây giờ tiến hành lắp vô cái của Yamaha Yamaha 150. Xong. Cho nằm chính giữa là ok. Nó bây giờ chúng ta sẽ nhét vô. Chấm này phía dưới. À, khi ta nhét vô thế này. À, phía dưới ha. 0, 1, 2, 4, 5. Sau khi mà ông ta vệ sinh sạch sẽ rồi thì chúng ta tiến hành lắp vào. Khi lắp vào thì chúng ta đưa theo thẳng đứng. Ấn mạnh hai này vào là xong. Ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ siết hai ốc lại là xong. Sau đó luồn dây lên trên. Thì sau khi mình siết hai ốc lại, gắn cái bát vô, bắt ốc lại, lắp cái chai nhông. Giờ đi dây vô đây. Nói chung là an toàn nha các bạn. Lên đây. Tới đây. Đây. Luồn vô đây. Đây đây. Thiếu một khoảng dây như thế này. Khoảng dây thế này thì khoảng gần rưỡi nha các bạn. Gần rưỡi. Nếu mà tính khoảng 3 tấc 30 cm. Ở led đồng hồ này mình sẽ cắt nó ra. Cắt ngang đây. Cắt đây luôn. Nối 7 dây ra. Làm đầu cót được. Dắt được. Ghim vào. Sau khi ghim vào đúng các cái số rồi thì tiếp theo là lấy điện sao khóa sẽ câu luôn cái đèn mo cho đồng hồ luôn, cho nên đồng hồ nó có mo luôn. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã bấm xong các bạn. Các bạn khi mà các bạn mua cái dây led báo số về, các bạn nhớ thêm silicon vào đây ha, sau đó dùng dây rút rút cho nó cố định. Nhiều khi mà chúng ta thao tác họ nó rớt dây ra chấm hàng là cực lắm. Thì sau khi mình đo đạc, nối dây thêm đây, bấm code 2.8 cho vào dắt đực để ghim trả về, tương thích với cái dắt cụm báo đèn mo. Rồi. Trong đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Riêng với dây vàng của led báo số này mình bấm nối ra thành hai dây, nối hai dây ha, 10 vô đây, còn 10 này mình sẽ trả về cái chất cũ mình đã rút ra từ cái cụm báo mo zin, còn một dây đen nối dài luôn, bấm cốt đạn 3.5, lấy điện sao khóa đó. Đã hoàn chỉnh. Sản phẩm đó là độc nhất vô nhị luôn đó, không giống ai hết. Cái này kết hợp với cái cụm bá mo của S150 là cắm chắc như zin. Công việc còn lại là lắp ráp lên xe mà thôi. Quá tuyệt. Chuẩn luôn ha. Mấy đồ có này đó có xịn, có đài lon rất dày và cứng. Mất một buổi bấm xong đó nha bạn, vậy chuyện đơn giản thôi. Thì ở cái phần led báo số thì mình cố định cho cái bát này ha, cái bát này có nó rồi ha, gắn camera hành trình, dùng dây rút, các bạn có thể dùng silicon, keo AB, keo dán sắt vậy ha,
Cái này các bạn thích để đâu thì để đây, hoặc là để góc này, thấy nhiều người để góc này hoặc để chính giữa đây. Này đồ đèn tháo rồi, xin đây xuống đây, mình luồn xuống đây. Xuống đây rút theo ống ruột gà, ruột vịt, zin. Xuống đây và qua đây, ở đây có thử tay lái ha, không căng không cắn không cạ. Sau khi chua qua đây thì theo dây thắng, dây ga thì hai giác gập ra đây. Ở đây mình sẽ cố định trên đây, là giấu nó đi để cho các bạn dễ nhìn thấy hai cái dây mà mình nói dư ra nè. Đây bấm hai cót đạn 3.5, có cao su cót luôn. Dây này là dây zin mình rút ra ha, từ cái cụm ống zin á, có một dây mình rút ra, còn lại giắt cái nè. Nè dây vàng này không, dây vàng là mo mình ghim vô đây để trả về zin để đồng hồ nó vẫn còn mo anh nợ. Còn dây này dây sáu khóa là dây đen nè, dây đen nối dài nè, sẽ tìm một dây sáu khóa người ta ghim vào. Thì xung quanh đây, đây rất nhiều dây sáu khóa, dụ kèn. Mình có một video nói về cái kèn ha, mạch điện trên kèn. Thì ở kèn nó có hai dây, một dây là nâu, dây nâu rất là sáu khóa đó, bạn lấy từ kèn qua đây cũng được ha, hoặc là bạn lấy ở dắt sáu khóa. Muốn vậy thì chúng ta phải mở bình xăng, hoặc là bạn lấy dây ở thắng sau ha, nó cũng sáu khóa nữa. Kẹt kẹt thì bạn lấy ở đây ha, ở dưới gờ le này nó có hai dây màu nâu nè, gờ le chớp nè, bạn lấy điện sáu khóa cũng được ha, kéo nó dài ở đây. Đó. Rồi chúng ta tiến hành bấm dắt cót cho nó tương thích với nhau để nó ghim vào. Ở đây mình có một cái dây sáu khóa, dây này lấy từ sáu khóa ấy, do lần trước mình có mở bình xăng sẵn là lấy luôn để dành sau này xài. Đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần cắm đây vô đây, cắm cặp này vô đây là coi như hoàn tất cái mạch. Không trả mà dắt viên cụp dây này sao khóa nè, đây rồi. Cuối cùng là người ta giấu dây lại cho nó gọn ràng. À. Chắc các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà ở cụm bao mo của ép dách có một dây thôi, dây mát, mà tại sao đèn sáng? Thì cái đèn muốn sáng được thì có điện âm và điện dương. Ở đây nó có mát mo rồi. Điện dương thì nó nằm ở trên cái đồng hồ á, trên đồng hồ có cuộn dây đi xuống á. Mà chắc chắn không ai muốn móc nó ra đâu. Tại nó sáu khóa thì này sáu khóa gặp nhau gì hết ha, cùng là điện bình hết. Ví dụ một dây, ví dụ bạn xài điện bình một dây thấy nó mỏng manh quá, bạn kẹp thêm một dây nữa là bình thường thôi. Chỉ khi âm dương gặp nhau hoặc là điện máy điện bình gặp nhau thì nó mới nguy hiểm, chứ điện bình như điện bình bình thường. Ok, cuối cùng là phần test số coi nó ăn khớp nha không nha. Bây giờ chúng ta mở phá điện lên. Camera này nó không lấy được số mo vậy. Thì là mo với mo là trùng khớp rồi ha. Số 1 2 3 4 5 4 3 2 0 móc lên là 2, nhẹ là 0, đạp xuống là 1 2 3 4 5. Ok các bạn, ok tuyệt vời.
nó không lấy nét được cái đèn mo luôn. Từ cái cụm mo cái ép dắt đi lên có dắt này. Dắt này nếu mà các bạn gỡ nó ra thì đề máy không nổ nha. Hôm qua mình làm chưa xong. Bữa nay mới xong. Bạn phải bóp côn để mới nổ, tức giống như bị mắc mát vậy đó. Gỡ nó ra là mắc đèn mo. Đề không nổ. Bóp côn để nổ. Bị mắc mát. Này ta chế được nhiều thứ lắm nha bạn. Rồi xong. Bây giờ chúng ta tinh gọn dây điện lại. Ráp lại coi như là hoàn chỉnh. Mạch báo số cho FZ 150. Một chiếc xe mà chỉ có báo một mo duy nhất. Màu đỏ này ok này. Màu đỏ này bạn ra ngoài nhìn chưa, trời nắng vẫn thấy. Đây là cụm dây điện nè các bạn. Trong đây có báo mo nè. Không ai muốn gỡ nó ra bao giờ. Ngồi vệ sinh đây nè. 7 năm mà chưa vệ sinh dưới đây. Đồng hồ rất là đơn giản. Chỉ có 3 con ốc. Mặt này là sò khỉ. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì các bạn comment dưới video nha. Các bạn mà gặp vấn đề nào mà về cái mạch báo số trên FZ cũng như là các dòng xe bên dưới thì các bạn để lại comment dưới video. Và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nha. Rồi chúc bạn thành công. Bye bye.